khám phá về chợ Nga giữa lòng Sài Gòn. Chợ Nga tọa lạc tại 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cách chợ Bến Thành khoảng 1 km. Chợ có 3 tầng với khoảng 200 gian hàng bày bán nhiều loại hàng hóa. Ngoài khách Nga, chợ còn là điểm đến của nhiều bạn trẻ trong nước, các đoàn du lịch đến Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài. Hôm nay mình đến chợ Nga để mua chiếc nón Usanka, một chiếc nón đậm chất Nga. Chợ Nga có gần 200 gian hàng, bày bán mọi thứ, từ quần áo, đồ giữ ấm đến đồ lưu niệm, thực phẩm đặc trưng của Nga. Các mặt hàng quần áo bán chạy nhất chủ yếu là quần áo giữ ấm, được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang các nước có thời tiết lạnh như Nga và Hàn Quốc. Dạo qua các gian hàng bán quần áo ấm, du khách cứ ngỡ mình đang đi dạo trong một khu mua sắm của Nga vì hàng hóa, đặc biệt là các biển quảng cáo tiếng Nga treo trong các cửa hàng. Biệt, chợ chủ yếu bán đồ cho người ngoại quốc nên có rất nhiều quần áo cỡ lớn. Ngoài quần áo, chợ Nga còn nổi tiếng với đủ loại đồ lưu niệm, từ tranh ảnh, đồng hồ đến búp bê Nga đủ màu sắc và kích cỡ. Ở mảng thực phẩm, mặt hàng bán chạy nhất là trứng cá hồi nhập khẩu từ Nga, tiếp đến là cá, rượu vodka, hạt kiều mạch, mỡ mặn, trứng cá muối, trứng cá đen, gan ngỗng, bánh mì đen. Bên cạnh đó, tại đây còn được quảng cáo dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và đường hàng không đến Nga, Ukraine và châu Âu với mức giá chỉ từ 5 đô la trên 1 kg hàng hóa. Ta-da! Cuối cùng cũng tìm được chiếc nón Usanka. Nếu ở Sài Gòn, hãy một lần đến chợ Nga bạn nhé!